người tu hành tiến hành giải thể chế độ cộng sản để thiết lập chế độ dân chủ đa nguyên đa đảng Việt Nam thăng tiến hòa bình. Của linh mục tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Lý, Huế. Chính quyền đồng bào Việt Nam thân yêu trong và ngoài nước, cùng người cộng sản Việt Nam và cộng đồng quốc tế. Chế độ cộng sản độc tài vô tình dư vật đã trở thành một đài hòa vô cùng cao đẳng cho nhân loại. Một thử nghiệm đã hoàn toàn thất bại trên toàn cầu về một ước mơ công bằng, hòa bình, văn minh, thịnh vượng không bao giờ đọc. Mọi người cực tiên tri và tâm trí đều không muốn chế độ vô lý này tồn tại thêm giai đoạn nào trên hành tinh này nữa. Riêng tại Việt Nam, suốt 80 năm qua, kể từ năm 1930, khi Đảng Cộng sản Đông Dương, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam, có mặt trên quê hương chúng ta, thì hình thù, gian trá, áp bức, cướp đoạt, bất công, bạo lực, đối tố, khủng bố, chiến tranh, truyền nhân sức khỏe tổ quốc và đồng bào chúng ta, dưới đủ mọi hình thức, vừa tư bào, vừa tinh vi. Không một người dân Việt nào được an tâm vui sống toàn vẹn như chỉ một ngày. Trải nghiệm quá khổ đau chẳng nghĩ này trong mỗi người chúng ta không nên kể mọi thêm ngày nào tin dân tộc và trong tâm hồn con cháu tơ nhân vô tội của chúng ta nữa. Vậy hôm nay ngày hòa bình thế giới đầu năm 2011 hỡi toàn thể đồng bào, mỗi người hãy góp một tay quyết tâm hợp lực chấm dứt bình viện chế độ cộng sản phi nhân tàn bạo gia nhân để cùng nhau thiết lập một chế độ dân chủ hòa bình đạo đức nhân ái cho dân tộc Việt Nam. Theo định giá của nhà cửa Hà Nội tâm huyết, tôi thiết tha đối với mọi thành phần đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước, hãy tận dụng thời cơ là chính người phù hợp hơn lúc nào cho quốc vụ khẩn cấp này không nên để lỡ. Thứ nhất, hội các ủy viên hai bộ chính trị ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 10 và khóa 11 cùng toàn thể các đảng viên cộng sản, quý vị đã thừa kế một gia sản đầy cờ lớn của 9 đến 10 thế hệ cộng sản đi trước đã cố tích nắm sâu vào việc gây tang thương khổ đau con suốt cho đồng bào ruột thịt suốt 80 năm qua. Để vô số tội ác thành tích, đặc biệt phạm hai tội nặng nhất là phản quốc và bán nước, ít nhất là đồng loạt đã làm tổ quốc dân tộc Việt Nam mất văn hóa, đạo đức, văn minh, mất đất, biển, đảo, rừng, tài nguyên, môi trường, việc làm và mất nước từ tay tàu đồng vẫn đã từng đưa chúng ta hàng ngàn năm bằng chứng lừa lụ không thể chối cãi quân ta biển Bạch Là công hàm cho nhường Hoàng Sa Trường Sa cho tàu đồng ngày 14/9/1958 do Phạm Văn Đồng tới theo lệnh Hồ Chí Minh hoàn toàn mất quyền kiểm soát vào tay đối phương hàng 400.000 hecta rừng đầu nguồn bờ biển và vùng tây nguyên chiến lược. Và gần đây nhất là mưa mồi cướp đi 100.000 tỷ đồng mồ hôi nước mắt kể cả xương máu của đồng bào để khai mạc ngàn năm Thăng Long đúng vào quốc khánh tàu cộng bằng 1/10/2010. Tất cả quý vị vừa nhận thức được đài hòa dân tộc phải gánh chịu do chủ nghĩa cộng sản mang lại, đặc biệt là chủ nghĩa cộng sản của Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh. Nhưng chỉ vì quý vị quá trái lì từ hiến và từ đế để có thể kéo dài thời gian tục lời đen, viện cớ lớn đến xã hội, viện cớ lớn đến xã hội, nhưng thực chất là để ổn định cho chính quý vị
Vậy, đối với ta yêu cầu quý vị cần lấy tinh thần khoa học của một người cộng sản, còn một đức tính yêu nước và lòng tự trọng nào đó, nên làm ngay một trong hai công việc cấp thiết sau đây. Thứ nhất, dùng tay chém giết bất bể đông nam cơ thể và những công dân như lực dân chính, sám hối, từ chức đại thể đảng cộng sản đầy sai lầm và tội lệ do quý vị đang lãnh đạo. Toàn dân ngay chính Việt Nam chỉ mong sớm tới ngày đảng cộng sản đảng là của dân tộc từ tuyên bố giải thể, đồng thời phải ra đất nước ra một chính phủ lâm thời để chuẩn bị cuộc bầu cử quốc hội đa đảng, dù chỉ mới mang màu sắc dân chủ chuyển tiếp còn non trẻ vào cuối năm 2011 này như đã dự kiến. Hai, khôn ngoan và can đảm bước vào lễ pháp dân dự, từ tận mức vai trò độc đảng học tôn, khách quan chấp nhận chế độ đa nguyên đa đảng chân chính, đảng cộng sản Việt Nam sẽ cạnh tranh công bằng lành mạnh với các tổ chức chính trị khác để chung sức xây dựng đất nước bên cạnh nhau như hầu hết tại các nước văn minh trên toàn cầu hiện nay. Tránh tình trạng toàn dân không còn sức chịu đựng nổi, không thể kiềm chế cả cộng đồng sôi sục bùng phát gây tổn hại khôn lường cho đất nước, không thể tránh. Thành phần thứ hai, hãy toàn thể lực lượng công an và bộ đội của tất cả rơi vào tay ngoại bang. Một phần lãnh thổ và lãnh hải cực kỳ quan trọng và an ninh chiến lược, đất nước đã bị lệ thuộc hết sức toàn cầu, ngày càng chìm đắm trong mọi lĩnh vực. Quý vị hãy dứt khoát đứng hẳn về phía dân tộc, người dân làm nhiệm vụ hết sức cao cả là bảo vệ an ninh quốc phòng cho tổ quốc, nên là chỗ dựa đáng tin cậy của đồng bào, nhất là những người dân oan mất đất mất nhà, dân nghèo cả về nhân phẩm nhân quyền, cả về cơ bản đạo mạc. Quý đạo lại gây áp lực thì một số nhỏ cấp lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam không thể tiếp tục duy trì địa vị độc tôn, hầu lợi dụng chức quyền vơ vét thêm tài sản quốc dân, buộc họ phải trả lại quyền dân chủ toàn vẹn cho toàn dân. Chúng tôi biết rằng hiện nay đã có khoảng 50% các bạn đã dứt khoát đứng về phía dân tộc. Hy vọng nhờ các bạn, số chiến sĩ dân chủ hòa bình trong lòng của các bạn tăng lên mỗi ngày. Các bạn hãy qua cảm đứng lên lĩnh vác trọng trách cao cả lịch sử và đồng bào giao phó. Thành phần thứ ba, hỡi toàn thể cán bộ trong bộ máy công quyền cộng sản, trong tình trạng cực kỳ bế tắc của đất nước hiện nay, anh chị em là yên tâm phục vụ đồng bào đúng với cương vị của mọi người trong bộ máy công quyền. Dù đã quá rõ rã nhưng vẫn còn cần để duy trì cuộc sống quốc dân lúc giao thời. Anh chị em phải chấm dứt ngay tệ nạn hèn hà sách nhiều vài vị dân chúng như bài hỏi dân tộc đã kéo dài từ 65 năm nay. Thay vào đó là tình tâm lễ bộ vô tư phục vụ dân. Anh chị em cũng phải dứt khoát đứng hẳn về phía dân tộc, giúp đỡ chiến sĩ dân chủ hòa bình trong là người các bạn gia tăng mỗi ngày, cũng như các chiến sĩ công an bộ đội vẫn diễn ra dù ủng hộ phong trào dân chủ. Nguyên tâm các bạn sẽ gầy gò, lịch sử sẽ đào thải và con cháu các bạn sẽ vô cùng xấu hổ, buộc lòng phải lên án các bạn như những tội đồ dân tộc phản quốc và bản nước. Thành phần thứ tư, những đề nghị các tổ chức dân chủ phải công bố ngay và thúc dân dự án chính trị của mình để toàn dân an tâm kỳ vọng vào một tương lai Việt Nam
đạo đức hơn, văn minh hơn, ổn định hơn và vững bền hơn, có một lộ trình dân chủ hóa đất nước rất thật phù hợp với một đạo hiến pháp hoàn hảo, một cuộc đời của sức hồi tự do công bằng văn minh. Chính quý vị hãy sống lên, hướng dẫn đồng bào làm nhiệm vụ lịch sử bằng các cuộc biểu tình ôn hòa, kiên định, hiệu quả, bắt đầu từ ngày 12 tháng Giêng năm 2011, ngày khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11, các ngày Chủ nhật, mùng 1 và 15, 18, trước các trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố, huyện, tỉnh và bằng các hình thức đấu tranh bất bạo động hữu hiệu khác. Phần tình thứ năm, chính đề nghị quỹ chức sắc các tôn giáo hướng dẫn các tín đồ tất cả mình. Mỗi khi bị bạo quyền ngăn cấm tổ chức nghi lễ tôn giáo thì được cách tức khắc để biến thành các buổi cầu nguyện và các cuộc biểu tình ôn hòa, nhưng cương quyết tận dụng các dịch tụ tập đông tín đồ để cầu nguyện cho dân tộc sớm thoát khỏi đại hòa giặc Tàu và đại hòa cộng sản độc tài vô thần bất công hạ tài. Thành phần thứ sáu, kính mời đồng bào, đặc biệt với công nhân, bạn trẻ, sinh viên, học sinh, người thứ nhất, sẵn sàng biểu tình ôn hòa mỗi lúc cao trào chống giặc Tàu, cao trào dân chủ đa nguyên đa đảng hoặc các tổ chức dân chủ chân chính như khối cán bộ công tác, cao trào nhân đạo, phong trào dân chủ phát động khởi phát từ ngày 12 tháng Giêng năm 2011, ngày quốc nhật 30 tháng 4 năm 2011, các ngày Chủ nhật và mùng 1, 15 mỗi tháng liên tục trong năm 2011 như là những tập dược cho cao điểm của năm 2011 là dịch bầu cử quốc hội độc đảng đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam cuối năm 2011, hoặc những dịch dân bị đánh giết đàn áp oan ức vì quyết đoạt đất đai chẳng còn cực kỳ bất công vô lý liên tục từ ngày hoàn toàn thắng lợi. Điều thứ hai, mỗi người mặc áo trắng khoác khăn trắng với một lá cờ nhỏ cầm một lá cờ tổ chức mình hoặc một lá cờ trắng tuyệt đối không mang theo dù là bờ đất cờ đỏ sao vàng vốn là cờ của tỉnh Phúc Kiến Trung Hoa do cộng sản lừa gạt đang mượn đưa vào Việt Nam biểu tượng của đại hòa dân tộc, hoặc cờ đỏ búa liềm của Đảng Cộng sản cực đoan và đẫm máu. Điều thứ ba, là người chiến sĩ dân chủ hòa bình nếu tuyệt đối từ dân chế, không mang theo vũ khí, hung khí, đá đập, vân vân, khôn ngoan tỉnh táo, không để đối phương khiêu khích dẫn đến xô xát, ảo cỡ cho đối phương sử dụng bạo lực rồi đổ vẫy cho chúng ta, dù đối phương rải sẵn đá đập cơ giới dọc đường để rồi đẩy chúng ta mắc bẫy sử dụng thứ côn đồ hoặc đội lốt xài đen chọc tức quăng ném gây ấn, chúng ta vẫn phải luôn khôn ngoan tự kiềm chế ôn hòa trật tự, không rơi vào bẫy bạo loạn mà đối phương đã cố tình dâng ra để có kẻ đàn áp chúng ta cách tế bào đẫm máu. Hãy luôn nhớ thời đó còn cấm lệnh nguy hiểm hơn xài đen, nên đi xe đò xe buýt hoặc đi bộ để mới về tình để khỏi bị tịch thu xe máy xe đạp, cần dùng cơ hội kêu gọi lực lượng đàn áp nội tình sáng suốt tán đạp quay về tham gia ủng hộ phong trào dân chủ. Điều thứ tư, địa phương nào chưa có ai lãnh đạo thì các bạn thầy chọn với người lãnh đạo lên đời từng mỗi lần thời gian từ đào tạo và tuyển chọn được người lãnh đạo xứng đáng thích hợp. Điều thứ năm, các biểu ngữ và khẩu hiệu cần dùng phù hợp cho mọi dịp. Tổ quốc Việt Nam bất diệt, dân là chủ, chống giặc Tàu, dân chủ quân năm, giải thể Đảng Cộng sản, Đảng Cộng sản hãy tự giải thể,
phải có bầu cử quốc hội đa đảng, đa nguyên đa đảng năm. Việt Nam đa nguyên đa đảng, sự thật giải thoát quê hương, hòa giải thắng hình thù, dân tộc Việt Nam nhân ái. Điều thứ sáu, riêng tôi dù bị cộng sản ngăn cản bằng mọi thủ đoạn, phải bước đi khập khiễng với giới tổ lực, các ngày toàn dân biểu tình, vẫn tình mọi cách mặc áo trắng tham gia với đồng bào. Khởi phát sáng ngày 12 tháng Giêng năm 2011, các ngày chủ nhật, lễ nghi, mùng 1 và 15 mỗi tháng, nhất là những dịp cao điểm. Nếu tôi bị bắt trước ngày 12 tháng Giêng năm 2011, kính mời đồng bào và các chiến sĩ chính trị hòa bình phải tận dụng hết mọi cơ hội và khả năng, liên tục tiến hành các cuộc biểu tình cùng các hình thức gây áp lực cần thiết khác ngày càng mạnh hơn cho đến ngày hoàn toàn thắng lợi. Ngay lúc bị bắt, lập tức tôi sẽ tuyệt thực với tội ác và khước từ mọi điều kỳ của bào quyền cộng sản để hiệp thông cầu nguyện với đồng bào đang đấu tranh gian khổ từng ngày từng giờ. Thân phần thứ ba, những đề nghị đồng bào Việt Nam thân yêu hải ngoại làm gì được cho tổ quốc hồi sinh, đạo đức hòa bình và thắng tiến. Kính mong quý vị và bạn hữu làm hết khả năng, nhất là vận động quốc tế trong giai đoạn cực kỳ quan trọng có tổng quyết định này, muốn thoát khỏi quốc nạn và quốc dục làm một thuộc chức của Trung Cộng. Việt Nam yêu quý của chúng ta chỉ còn một con đường duy nhất là thiết lập thành công một chế độ dân chủ đa nguyên đa đảng văn minh giữa cộng đồng quốc tế thân thiện hòa bình. Thành phần thứ tám, kính đề nghị Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế đồng tâm hiệp lực với chúng tôi chốn vùi chế độ cộng sản không tưởng và chế độ xã hội chủ nghĩa cực đoan vô thần duy vật và bạo lực độc đáo độc tài đúng việc cho đất nước Việt Nam và trên toàn thế giới. Như một cơ nghiệm đẫm máu và gian minh không bao giờ được phép lặp lại trong nền văn hóa văn minh đang từng bước vươn cao lên tinh thần lý đích thực của gia đình nhân loại hiện nay. Kính cảm ơn mọi người, nguyện chứng kiến chịu hỗ trợ mọi nỗ lực chân thực hòa bình nhân ái của mỗi người chúng ta. Kêu gọi từ nhà chính tổng giáo phận Huế ngày hòa bình thế giới mùng 1 tháng Giêng năm 2011. Bà tử tên là đồng đội linh mục từ Vân Lương Tâm Ta Lô Nguyễn Văn Lý 69 Phan Đình Phùng Huế. Kính mời quý vị và quý bạn hữu ghi tên chung lời kêu gọi và hiệp lực hướng dẫn đồng bào của mình. Xin cảm ơn, xin kính chào.